cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Nước tăng lực number one với Taurine Inositol và vitamin cho bạn tăng thêm sức mạnh, chinh phục thử thách. Với number one, ai cũng có thể là người hùng. Hãy uống number one. Nước tăng lực number one tăng thêm sức mạnh, chinh phục thử thách. Nắng nóng căng thẳng thế. Trà xanh không độ được làm với lá trà xanh tự nhiên, giữ nguyên tinh chất EGCG, giúp bạn không lo căng thẳng mệt mỏi. Cùng chọn trà xanh không độ nên không còn lo căng thẳng mệt mỏi. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Chương trình ngày hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. 13 người thiệt mạng do mưa lũ tại miền Trung. Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên thí điểm kỹ thuật phun mù nhiệt phòng chống sốt xuất huyết và Zika. Lâm Đồng khan hiếm lao động trong vụ mùa thu hoạch cà phê. Thưa quý vị, cập nhật đến ngày 4 tháng 12, theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, đợt mưa lũ đang diễn ra tại miền Trung đã làm ít nhất 13 người chết, 1 người mất tích và 3 người bị thương. Trong đó, Bình Định có ít nhất 6 người thiệt mạng, 3 người bị thương, Quảng Ngãi có 4 người thiệt mạng, 1 người mất tích, Quảng Nam có 3 người thiệt mạng. Mưa lũ cũng đã làm sập đổ 53 ngôi nhà, hơn 11.000 ngôi nhà bị ngập, chủ yếu tại tỉnh Bình Định, gần 10.000 hecta lúa bị ngập úng, diện tích rau hoa màu bị ngập hư hại cũng hơn 2.800 hecta, tổng cộng gần 19.000 gia súc gia cầm bị chết, hơn 30.000 km đường giao thông tỉnh, huyện, xã bị sạt lở. Hiện Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đang tiếp tục kiểm tra, rà soát, thống kê để báo cáo tình hình thiệt hại cụ thể. Thưa quý vị, từ chiều 3 tháng 12, các hồ thủy lợi Phú Ninh, hồ thủy điện Sông Tranh 2 và hồ thủy điện Đắc Mi 4 đang giảm xả nước để hạn chế tình trạng ngập sâu ở vùng hạ du. Tuy nhiên hiện nay tình trạng ngập lụt vẫn diễn ra trên diện rộng ở nhiều địa phương, trong đó có hai thành phố là Hội An và thành phố Tam Kỳ, nhiều nơi vẫn còn ngập nặng. Tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, người dân sống khu vực dọc sông Tam Kỳ ngập lụt nặng, giao thông bị chia cắt. Hiện tại mực nước sông Tam Kỳ đang dâng cao trên báo động 2-20 cm, làm cho nhà nhiều hộ dân ở khu vực phường Phước Hòa, phường Hòa Hương bị ngập từ 0,5m đến 1m. Thống kê của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Tam Kỳ, tính đến hết ngày 3 tháng 12, toàn thành phố có 844 ngôi nhà bị ngập nước, chủ yếu ở khu vực trũng thấp ven các sông, không có thiệt hại về người. Còn tại thành phố Hội An, tình trạng ngập lụt khu vực phố cổ cũng có diễn biến phức tạp. Chính quyền thành phố nghiêm cấm mọi hoạt động du lịch bằng thuyền trên sông. Hiện nay mực nước ghi nhận tại các trạm thủy văn tại Ái Nghĩa, Giao Thủy, Câu Lâu, Hội An, Tam Kỳ đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. 13 hồ chứa thủy lợi vừa và lớn của tỉnh Quảng Nam đã tích đầy nước. Tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các địa phương trên địa bàn theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thông tin vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi để người dân kịp thời chủ động ứng phó. Tối ngày 4 tháng 12, Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên áp dụng kỹ thuật phun mù nhiệt trong hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika trên địa bàn quận 2, 9 và Thủ Đức. Phun mù nhiệt hay còn gọi là phun khói nóng là kỹ thuật tiên tiến từng được áp dụng tại một số quốc gia phát triển trên thế giới. Tại Việt Nam, máy phun mù nhiệt thường được sử dụng trong khử trùng công nghiệp theo hình thức dịch vụ. Ưu điểm của kỹ thuật phun mù nhiệt là kích thước hạt thuốc nhỏ, do vậy hạt thuốc lơ lửng trong không khí lâu hơn có thể diệt muỗi đang bay. Phun mù nhiệt của chúng ta có thể nó tạo ra được một cái đám mây, một cái đám sương mù mà tức là những cái hạt hóa chất, hóa chất diệt muỗi đã được đưa phun ra ở trong không khí và tạo thành một cái lớp sương mù dày đặc. Thì cái lớp sương mù này nó giúp chúng ta nhìn thấy được cái luồng thi của hóa chất và tính tới những cái phạm vi nào, những cái tầm độ cao nào. Tuy nhiên phun mù nhiệt chỉ thực hiện ở những khu vực có không gian rộng, không thể phun ven đường hay khu dân cư đông đúc vì làn khói trắng sẽ che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông. Ngoài ra, do sử dụng dầu diesel nên không thể áp dụng kỹ thuật này để phun trong nhà vì hạt dầu sẽ bám vào các vật dụng hoặc khói lớn tỏa ra có thể kích thích các thiết bị phòng cháy chữa cháy, gây hoang mang cho người dân. Mưa nhiều trong thời gian vừa qua đã làm nhiều nhà vườn trồng xoài cho ra trái mùa nghịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm nay mất mùa trầm trọng. Do ảnh hưởng của những cơn bão và áp thấp nhiệt đới trong thời gian qua đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vụ xoài mùa nghịch của người dân. Hơn 90% vườn xoài bị hư hại trong đợt ra bông từ tháng 8 đến tháng 10. Có những nhà vườn cố gắng xịt thuốc dưỡng bông và dưỡng trái với chi phí lên đến hàng chục triệu đồng, nhưng cũng đành thua với thời tiết. Xịt thuốc hết 30 triệu rồi chỉ bỏ thôi chứ trời đợi vụ sau. Khi mà cái bông của mình đã tượng ra thì nó không chịu nổi với mưa, bắt buộc ra nó phải rụng bông, rụng trái. Hiện nhiều nông dân trồng xoài tiếp tục kích thích cho xoài ra bông. Nếu không gặp mưa và thời tiết thuận lợi hơn, chắc chắn cây xoài sẽ cho thu hoạch trễ từ 2 đến 3 tháng so với các năm trước. Theo các hộ nông dân trồng xoài, với tình hình này,
năng suất xoài trái vụ cung cấp cho thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán 2017 sẽ giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời giá xoài có thể tăng đột biến do nguồn cung hiện đang rất khan hiếm. Quý vị thân mến, nằm trên đường quốc lộ 23 tháng 10 thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, có một tiệm rửa xe mà khi nhắc đến ai cũng biết bởi thái độ phục vụ ân cần, chu đáo. Và điều khiến cho họ luôn muốn quay trở lại đây chính là sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau từ những nhân viên rửa xe không thể nói. Sinh ra khi mẹ bị viêm màng não, dù gia đình đã đưa anh Nguyễn Thanh Duy, sinh năm 1986 đi mọi nơi để tìm cách cứu chữa, thế nhưng khả năng nghe của anh chỉ còn khoảng 15% ở một bên tai. Tiệm rửa xe 119 của anh Duy được mở ra hơn 8 năm nay. Hiện tiệm có 4 đến 5 nhân viên, đều là người khiếm thính. Chẳng hiểu cơ duyên nào đã đưa họ đến với tiệm sửa xe này rồi yêu thương nhau như anh em ruột thịt. Họ đến đây làm việc với mong muốn tự nuôi mình để không trở thành gánh nặng của xã hội. Tuy quy mô ở đây nhỏ và không có gara dành cho xe ô tô, thế nhưng các bạn ở đây làm rất cẩn thận, sạch sẽ. Tuy các anh không thể nói, không thể nghe, nhưng những nhân viên ở đây đều rất thân thiện. Khách đến đây sử dụng dịch vụ rồi lại giới thiệu cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Bởi nơi đây, khách hàng được tìm thấy sự quan tâm, yêu đời trong mỗi đôi mắt của những con người không bao giờ nói được. Một địa điểm thú vị cho những ai muốn du lịch tại xứ trà Bảo Lộc, Lâm Đồng, đó là vẻ đẹp của ba ngọn thác chảy cùng lúc trên độ cao hơn 20m giữa đại ngàn, cùng những đồi chè và cà phê bao phủ khắp ngọn đồi, khiến cho du khách không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ vĩ mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Nằm ngay trung tâm thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, theo quốc lộ 20 hướng về thành phố Đà Lạt, tới ngã ba Lộc Sơn, du khách rẽ tay trái về đường Nguyễn Văn Cừ, đi khoảng 4km nữa sẽ thấy phía bên tay phải là một chiếc cầu đỏ mang tên cầu đôi. Ba ngọn thác nằm ngay dưới chân cầu. Ngọn thác cao khoảng 20m, nước chảy xuống tạo thành những bọt nước trắng xóa. Nước theo dòng chảy xuống một con suối nhỏ phía bên dưới với hàng chục tảng đá có đủ kích thước lớn nhỏ khác nhau. Một hồ lớn nằm trên ngọn thác, rẽ nhánh chảy xuống ba ngọn thác nằm rất gần nhau. Nhìn trên cao, vẻ đẹp của ngọn thác càng nổi bật hơn khi nằm giữa một thung lũng bạt ngàn của trà và cà phê. Sự góp mặt của ngọn thác tại xứ trà Bảo Lộc đã góp phần làm phong phú hơn các điểm đến tại Lâm Đồng, giúp du khách có thêm nhiều lựa chọn khi đến thành phố Hoa. Tiếp theo chương trình là những thông tin về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, vào khoảng 20 giờ ngày 4 tháng 12, tại km 38 quốc lộ 26 đoạn qua xã Ea Phê, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe máy và xe ô tô tải, làm hai thanh niên nhập viện trong nguy kịch. Theo đó, xe tải biển kiểm soát 47C14092 do tài xế Tê Tý ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk điều khiển hướng từ tỉnh Khánh Hòa về thành phố Buôn Ma Thuột. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ tông trực diện vào xe mô tô đi ngược chiều mang biển kiểm soát 47M143895 do anh Triệu Văn Bàng, sinh năm 1998 ở xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ điều khiển. Chở theo sau là anh La Văn Tuấn ở xã Ea Phê, huyện Krông Bắc. Hậu quả anh Bàng và anh Tuấn bị đa chấn thương vào vùng đầu, bị chấn thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Krông Bắc. Nguyên nhân ban đầu được xác định hai thanh niên điều khiển xe máy đã sử dụng rượu bia, không làm chủ được tốc độ nên đã tông vào xe ô tô tải. Vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, Hà Nội sẽ thí điểm kiểm tra xe máy chính chủ bằng thiết bị thông minh. Thiết bị này được kết nối với kho dữ liệu về đăng ký xe máy và cho ra kết quả ngay. Lãnh đạo thành phố cho biết Hà Nội sẽ cập nhật kho dữ liệu về đăng ký xe máy, sau đó mua sắm thiết bị cho các đội tuần tra. Thay vì phải kiểm tra giấy tờ thủ công gây phiền nhiễu cho nhân dân, thiết bị thông minh với kho cơ sở dữ liệu đăng ký xe máy dân cư cho ra kết quả ngay. Để đáp ứng việc cung cấp cơ sở dữ liệu đăng ký xe máy điều hành giao thông thông minh, tiến tới xây dựng thành phố thông minh, Hà Nội sẽ xây một trung tâm điều hành điện tử theo mô hình đa chức năng, gồm điều hành giao thông, bảo mật khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, ứng phó khẩn cấp. Dự kiến trung tâm sẽ hoàn thành trong quý 1 2017. Phần cuối của chương trình là một vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, là một trong những địa phương có diện tích cà phê lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay, nhiều người trồng cà phê tại huyện Bảo Lâm đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nhân công lao động thu hoạch cà phê. Nếu như năm ngoái giá thuê lao động từ 180 đến 200 ngàn đồng một ngày, thì năm nay tăng lên 220 đến 250 ngàn đồng một ngày, nhưng vẫn không tìm đủ công hái. Cà phê chín rụ trên cây, giống cà phê cũ gặp mưa nên rụng trái, hao hụt nhiều khiến nhiều hộ dân gặp không ít khó khăn. Năm nay cà nó chín trễ mà chừng nó chín cái rập cái rồi mưa nhiều á, cái rồi nó rụng nên mình hái không kịp. Thủ công này năm nay cũng kêu khó khăn, giá cả thì nó cao nữa. Đối với những hộ có diện tích cà phê nhiều thường chọn lao động làm việc theo tháng nên việc thu hái có phần thuận lợi hơn. Còn một số hộ khi không tìm được người thu hái cà phê đành chọn giải pháp thuê hái khoán ăn theo ký. Tuy nhiên việc hái khoán sẽ ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cho niên vụ sau. Năm nay buộc phải chuyển sang hái theo ký.
Đấy, là vì cái nhân lực ít mà người ta cũng không làm công cho mình nữa. Cành xương cá mình để đây này thì là mình đi mình hái cùng với người ta thì là nó đảm bảo an toàn. Nhưng mình đã ấy rồi ấy, thì nó xảy ra những cái sự thiệt thòi. Ví dụ như những cái cành này nó gãy. Khó khăn lớn nhất của xã chúng tôi là hiện tại bây giờ là cái nhân công, nhân lực để mà thu hái cà phê. Thì là bên cạnh những cái khó khăn đó thì bên hội chúng tôi là cũng tuyên truyền vận động cho bà con nông dân này là cũng là giúp đỡ lẫn nhau là đổi công để mà thu hoạch cà phê trong mùa màng. Hàng năm cứ đến mùa vụ thu hoạch cà phê thì ngoài nỗi lo được mùa được giá, người trồng cà phê lại canh cánh tỏ lo về nguồn nhân lực thu hái. Trong điều kiện khó khăn về nguồn lao động như hiện nay, nhiều nông dân đã hỗ trợ phần đổi công cho dâu để hái cho kịp thời vụ, tránh thất thoát sản lượng. Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Ngày hội tình nguyện quốc gia năm 2016 tại Hà Nội. Cháy lớn thiêu rụi toàn bộ kho thuốc kháng sinh của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Khánh Hòa, xe rầm rộ né trạm kiểm tra tải trọng gây mất an toàn giao thông.